Rồi mình sẽ xoay ra cho cả nhà xem cái đồ sản của mình này. Đấy, chỉ cần một chiếc led này thôi, nó sáng rực rỡ nhé cả nhà. Để mình tắt cái đèn ở trong nhà này nhá, vì mình quay một tay nên mọi người thông cảm. Đấy. Đây, đấy là thực tế nha cả nhà. Đấy, chỉ một cái chụp đèn này thôi và con cấu thoải mái, rất nhỏ gọn tiện lợi và có thể rơi xuống nữa không sao. Bà con mình có thể thả buộc chì thả xuống làm cái đèn chìm để dẫn dù cả nhá, nếu như các bạn đi đánh măng. Đấy, tại vì mình vướng một tay và cái giấy ngắn mình không đi ra ngoài được, và mình chỉ quay ở đấy thôi cho mọi người xem thực tế nhé. Đấy, rất là sáng nha cả nhà. Rồi video mình xin dừng lại ở đây, cảm ơn mọi người đã xem video, và ai có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0804959169, kết bằng Zalo nha. 0834459169, kết bằng Zalo nhé.